nhé, thả con nóng cái con nhé. Rồi. Đấy. Là cái nghiêng nó nắc, nó đè nhau đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Nó kẹt rồi, nó kẹt, thấy chưa? Thôi nhá. Thấy chưa? Nó kẹt đây này. Tức là bây giờ là đang yêu cầu nhà cung cấp là sửa cái này. Sửa ra nó thì mình không thể hiện tại anh nào anh phải thả được con một vào đây. Vâng, vâng. Thấy không? Phải không? Rồi. Thì mình không thể thả con một, nếu mà thả cả nắm vào thì nó bị như thế này. Hiểu không? Ừ. Không chưa? Okay. Tức là cả bốn cái máy đều bị.